loãng xương là tình trạng mà bệnh lý mà có thể là dẫn tới làm cho chúng ta mất xương nhiều hơn, và hậu quả của nó là nặng nề nhất, đó là dẫn tới là gãy xương. Chính vì vậy cái việc mà duy trì cho hệ khung xương khỏe mạnh là một điều mà cực kỳ quan trọng. Video ngày hôm nay thì bác sĩ Trang sẽ chia sẻ cho mọi người 8 cách để duy trì xương luôn chắc khỏe một cách tự nhiên nhất. Thứ nhất đó là các bạn cần tập tạ và rèn luyện sức khỏe, sức nặng của xương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi mà chúng ta tập tạ và thường xuyên tập luyện tăng cường với các bài tập rèn luyện sức mạnh của xương thì sẽ giúp cho xương của chúng ta duy trì được cái cấu trúc và phát triển được xương. Một nghiên cứu về mật độ xương đối với trẻ mà mắc tiểu đường tiếp 1 cho thấy rằng là việc tham gia vào các hoạt động thể chất trong những năm mà tăng trưởng chiều cao sẽ giúp cho trẻ cải thiện được mật độ xương. Một nghiên cứu khác thực hiện ở những cái trẻ bình thường thì cũng thu được kết quả tương tự. Vì vậy lợi ích của việc là rèn luyện sức mạnh và tập tạ là một cái việc khá là đáng kể đối với tăng mật độ xương, tăng kích thước xương và bảo vệ cho mất xương và tăng khối lượng cơ bắp. Vì vậy người trung niên và người cao tuổi thì chúng ta cần phải hoạt động như là mang vác phù hợp với cái khả năng của cơ thể để duy trì cái mật độ xương. Thứ hai là chúng ta nên ăn nhiều rau. Rau giúp cung cấp vitamin, khoáng chất và các chất xơ. Một nghiên cứu đã cho thấy là vitamin C có thể giúp bảo vệ xương khỏi sự hư hại. Và ăn các loại rau có lá màu xanh đậm có lợi cho mọi lứa tuổi. Ở trẻ em thì sẽ thúc đẩy cái khung xương, còn ở người lớn thì sẽ duy trì cái mật độ xương và sự vững chắc của xương. Một nghiên cứu đã cho thấy là những đứa trẻ mà ăn rau có lá màu xanh đậm và ăn ít thực phẩm chiên rán thì cho thấy sự gia tăng cái mật độ xương và cái chất béo có lợi cho sức khỏe. Trong một nghiên cứu khác khi mà thực hiện trên phụ nữ mãn kinh thì thấy là họ bị giảm mất canxi khi mà ăn bắp cải, bông cải xanh hay là các loại rau trong vòng 3 tháng. Thứ ba đó là chúng ta hay bổ sung canxi đều đặn. Canxi là một chất đóng vai trò chính trong cái việc duy trì sức khỏe của xương. Cách tốt nhất để hấp thu canxi đó là hấp thu một cách dần dần, một lượng nhỏ mỗi ngày đều đặn. Tốt nhất thì chúng ta nên bổ sung canxi qua chế độ ăn uống, trừ khi là chúng ta có tình trạng là thiếu xương rất nặng và cần phải bổ sung canxi, hay là các loại viên hay là các thực phẩm giàu canxi như là sữa phô mai, sữa chua hay là các loại rau có màu lá xanh đậm, các loại đậu, các sản phẩm từ đậu nành như là đậu phụ, sữa đậu nành, đậu phụ lên men hay là trong cá mồi, cá hồi. Thứ tư đó là chúng ta hãy ăn những cái thực phẩm giàu vitamin D và vitamin K. Vitamin K2 là một dạng vitamin dễ hấp thu hơn so với các loại vitamin K khác và đóng vai trò thiết yếu trong sức khỏe của xương như là giúp giảm mất canxi và giúp các khoáng chất gắn kết lên xương. Con người chúng ta không tự tổng hợp được vitamin K2 nên chúng ta cần bổ sung vitamin K2 bằng các loại thực phẩm. Một số thực phẩm có chứa vitamin K2 như là các thực phẩm lên men hay là những cái thực phẩm bổ sung như là bắp cải, phô mai. Vitamin D giúp cho cơ thể hấp thu canxi. Những người mà bị thiếu vitamin D thì có nguy cơ bị mất cái khối lượng xương và dễ bị loãng xương. Chúng ta có thể bổ sung vitamin D bằng cách tắm nắng vừa phải, hoặc là chúng ta có thể bổ sung các loại viên có chứa vitamin D. Điều thứ năm là chúng ta hãy duy trì cân nặng khỏe mạnh. Một trọng lượng khỏe mạnh là điều cần thiết cho sức khỏe của xương. Những người mà thiếu cân, nhẹ cân có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn. Ngược lại, những người mà có trọng lượng cơ thể dư thừa thì sẽ gia tăng áp lực cho xương. Vì thế nên là chúng ta tránh giảm cân quá nhanh hoặc là tăng giảm cân bất thường. Tại vì khi đó sẽ làm thay đổi mật độ xương của chúng ta. Và mật độ xương thì khó phục hồi khi mà chúng ta tăng trở lại. Và chúng ta hãy bổ sung protein. Protein đóng vai trò thiết yếu trong sức khỏe của xương. Một nghiên cứu đã thực hiện đối với phụ nữ tiền mãn kinh. Mãn kinh thì thấy là những người mà tăng lượng protein trong khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ giúp cho gia tăng mật độ xương. Và những người ăn nhiều protein cũng có tỷ lệ bị gãy xương cánh tay thấp hơn. Và protein cần thiết cho xương, nó chính là collagen ấy. Thì chúng ta bổ sung collagen mỗi ngày là một trong những biện pháp để giúp cho duy trì mật độ xương. Thứ bảy là chúng ta nên ăn thực phẩm giàu axit béo omega 3. Những nghiên cứu đã xác định rằng là chất béo omega 3 đóng vai trò quan trọng trong việc là duy trì mật độ của xương. Những chất béo omega 3 có nhiều trong các loại thực phẩm như là cá hồi, cá thu, cá ngừ hay là các loại hạt. Nên là chúng ta có thể bổ sung omega 3 thông qua các loại thực phẩm hoặc là các loại viên uống bổ sung. Thứ 8 đó là chúng ta ăn các loại thực phẩm có dầu magie và kẽm. Giống như canxi, magie và kẽm làm những cái khoáng chất hỗ trợ quan trọng cho duy trì sức khỏe của xương, mật độ của xương. Những thực phẩm mà dầu magie và kẽm như các loại quả hay là các loại hạt hay là ngũ cốc. Vì vậy nên là 8 thực phẩm mà bác sĩ Trang vừa kể trên sẽ giúp cho xương chắc khỏe một cách tự nhiên. Anh chị em cô chú hãy bổ sung ăn uống hàng ngày để giúp cho duy trì xương của chúng ta luôn khỏe mạnh và phòng ngừa nguy cơ bị loãng xương và dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như gãy xương. Và đừng quên đăng ký kênh của bác sĩ Trang để hàng ngày cập nhật các video hữu ích về sức khỏe nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.